sanh nghe được danh hiệu của Ngài Đều có được tiếng tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng Và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm Con nay quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 14 Do Tịnh Không Lão Pháp Sư Chủ Giảng Ngày 18 tháng 4 năm 2010 Giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng kính thưa chư vị pháp sư chư vị đồng học xin ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang thứ mười ba Dòng thứ hai đếm từ dưới lên Chúng ta xem từ chỗ này Đã niệm Phật Pháp môn Đông ư mật Pháp Thị tha lực môn thuộc ư quả giáo Hành nhân phát tâm niệm Phật Trưởng Di Đà Bổ Nguyện nhiếp Thọ Oai thần gia bị Hỗ trì hành giả Mà bất năng nhiễu Cụ niệm tổ bảo Pháp môn này và mật tông rất giống nhau thuộc loại quả giáo thuộc loại tha lực môn nhất định phải được phật gia trì tám dạng bốn ngàn pháp môn có được đức phật gia trị hay không có chứ chẳng thể nói không có gia trị đều có gia trị nhưng pháp môn này được Phật gia trì đặc biệt thù thắng Khác hẳn những pháp môn thông thường Vì thế Cổ Đức gọi pháp môn này là Môn Dư Đại Đạo những pháp môn kia là tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn này chính là một hành môn đặc biệt Ở ngoài tám dạng bốn ngàn pháp môn Nên gọi là môn dư đại đạo Quả thật nó giống như mật pháp Lần trước tôi đã thưa với quý vị Phật Pháp Thật sự là vô lượng pháp môn Trong khắp pháp giới hư không giới Do căn tánh của hết thảy chúng sanh khác biệt Đức Phật lập ra vô lượng pháp môn Làm phương tiện tiếp dẫn Nhưng hết thảy các pháp môn Tới cuối cùng chỉ còn ba môn là giác, chánh tình. Trong lần trước tôi đã thưa với quý vị, ba môn này cũng gọi là tam bảo. Quý vị thấy học Phật, nhập môn bèn trước hết truyền trao tam quy. Tam quy có ý nghĩa gì? Tức là truyền trao cho quý vị cửa ngõ để nhập Phật môn. Đối với ba môn ấy, từ bất cứ môn nào để tiếp vào đều như nhau. Tiến vào bằng cửa ngõ khác nhau nhưng đã vào trong thì đều giống như nhau, giống như một căn nhà có ba cửa. Bất luận từ cửa nào tiến vào cũng đều chẳng khác nhau, đó là pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Nhưng ba môn này đích xác có tiêu chuẩn khác nhau. Giác môn dành cho người thượng thượng căn. Trong tám tông phái đại thừa của Trung Quốc Chỉ có thiền tông và tánh tông Môn này được gọi là nhất bộ đăng thiên Là đốn giáo Chẳng phải tiệm giáo Nó là đốn giáo Đốn xã, đốn chứng, đốn siêu Quý vị thấy người ấy có năng lực buông vọng tưởng, phân biệt chấp trước xuống cùng một lúc. Buông xuống đồng thời. Điều này nói dễ, làm chẳng dễ. Hãy buông xuống sẽ thành Phật. Do vậy, nói theo lý luận, Phạm Phu thành Phật tốn bao nhiêu thời gian? Một niệm phàm phu chúng ta nghĩ không ra một niệm này Một niệm là gì vậy? Một niệm chừng bao lâu? Một sát na Không phải vậy Chẳng phải là một sát na Nó còn ngắn hơn một sát na Vì là Bồ Tát giảng Trong một khẩy ngón tay Có 32 ức trăm ngàn niệm Một niệm là như vậy đó Này chúng ta tính toán bằng dây Trong một giây Đại khái là khảy thật nhanh Có người khảy nhanh hơn ta Ác phải trong một giây có thể khảy 5 lần Thường thì ta khảy 4 lần Nếu là 4 lần Trong một giây có bao nhiêu niệm Có 1.280 triệu Nếu khảy 5 lần Sẽ là 1.600 triệu Quý vị nói Có phải là niệm quá di tế hay chăng Chúng ta chẳng có cách nào Chẳng có cách gì nghĩ tưởng Do khi vừa mới nghĩ tới đã có bao nhiêu niệm khởi lên Tuyệt đối chẳng phải là một niệm Chữ nhất niệm chỉ điều này Đoạn được nhất niệm ấy lên thành Phật Vì vậy vẫn phải dùng tỷ dụ để nói Thí dụ như trong hiện tại Chúng ta quen thuộc nhất Có ấn tượng sâu đậm nhất Chính là điện ảnh Hiện tại điện ảnh dùng kỹ thuật số mã lại khác hẳn trước đây dùng phim nhựa dùng phim nhựa thì mỗi tấm phim là một tấm ảnh có thể chiếu sáng từng tấm phim một phim được quay bằng máy quay phim tạo thành dương bản cũng phim gồm nhiều bức hình chụp liên tiếp Bỏ vào máy chiếu phim, mở máy chiếu phim lên Tấm phim này trong cuộc phim được rọi lên màn bạc Ông kính của máy chiếu phim đóng lại rồi lại mở ra để chiếu tấm kế tiếp Tức là đổi sang tấm khác Trong một giây thay đổi 24 tấm khác nhau Khiến mắt chúng ta bị lừa Chúng ta thấy phim ảnh giống như thật Thật ra những hình ấy chẳng thật Từng tấm khác nhau đó là một thứ tương tự tương tục tướng Tương tự tuyệt đối chẳng phải là tương đồng Ở đây chúng ta có một bộ phim Một giây là 24 tấm Mỗi tấm khác nhau Chẳng có tấm nào giống nhau Này chúng ta dùng chuyện này làm tỷ dụ trong điện ảnh là một giây mấy chiếc phim chiếu qua 24 tấm Đức Phật bảo trong vũ trụ này Trong một giây vũ trụ chiếu bao nhiêu tấm Tôi vừa mới nói đây thôi Nếu một giây khẩy ngón tay bốn lần Sẽ là 1280 triệu Chúng ta làm sao biết hình tượng được hiện là giả Ai thấy được Kinh thường nói Bác Địa Bồ Tát Bác Địa Bồ Tát Do công phu định lực sẽ trông thấy Nếu nói một giây khẩy ngón tay năm lần Thì sẽ là 1.600 triệu 1.600 triệu Do vậy tướng được biến hiện Trong vũ trụ là giả chẳng thật Khi đã đoạn được niệm Quý vị sẽ thấy thật tướng của vũ trụ Thứ gì cũng đều không có Thứ gì cũng chẳng có sẽ xuất hiện điều gì Cái hiện ra sẽ được gọi là thường tịch quan Đây là tầng cấp cao nhất trong tình độ Trong thường tịch quan không có hiện tượng vật chất Mà cũng không có hiện tượng tinh thần Nhưng quý vị chẳng thể nói là nó không có Đức Thế Tôn Minh tâm kiến tánh Nói ra một bộ đại phương quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Nói rất nhiều Chúng ta chẳng nắm được tương lãnh Nói đơn giản rút cuộc Kinh nói những gì Kiến tánh Tánh là như thế nào Nhưng Huệ Năng Đại Sư đã kiến tánh Ngài đã nêu ra một tổng cương lãnh Gồm 5 câu 20 chữ Quế Năng Đại Sư đã cho chúng ta 20 chữ ấy giảng về Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang là như thế đó. Quý vị phát biểu Thường Tịch Quang là nói về tự tánh của chính mình. Thường Tịch Quang là cái ngã thật sự. Trong Thiền Tông nó được gọi là Phụ Mẫu Dị Sanh Tiền Bản Lai Diện Mục. Diện Mục ấy mọi người đều giống nhau. Huệ năng đại sư cho chúng ta biết Câu đầu tiên là bổn tự thanh tịnh Cũng có nghĩa là nói Trong tự tánh chẳng có mảy may ô nhiễm nào Hiện thời nó có ô nhiễm hay không? Không có Chắc chắn không có ô nhiễm Hiện tại Đức Phật thường nói Lục đạo mười Pháp giới là ô nhiễm nhưng tự tánh chẳng ô nhiễm Cái bị ô nhiễm là gì? A lại da bị ô nhiễm Tự tánh là chân tâm A lại da là giọng tâm Giọng tâm có ô nhiễm Chứ chân tâm chẳng bị ô nhiễm Chúng ta dùng điện ảnh hay dùng máy tivi Cũng giống như vậy Lấy nó làm tỷ dụ thì có thể thấy các sắc tướng hiện ra trên màn hình là ô nhiễm Mở trúng một băng tầng thì sắc tướng là ô nhiễm Vì sao? Màn hình vốn thanh sạch Bất luận quý vị là thiện hay ác đều là ô nhiễm Nếu chúng ta hỏi màn hình có thật sự bị ô nhiễm hay không? Sau khi tắt tivi màn hình chẳng có chút ô nhiễm nào Chuyện này rất gần giống chân tướng sự thật Xác thực là không có ô nhiễm Do vậy ô nhiễm là vọng tâm vọng tâm chẳng phải là chân tâm Chẳng liên can gì đến tự tánh Là chuyện khác hẳn Do vậy a la gia có ô nhiễm Tự tánh chẳng ô nhiễm a la gia có sanh diệt những tướng được hiện bởi nó bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần đều có sanh diệt là pháp duyên sanh nhân duyên sanh pháp sẽ có sanh diệt tự tánh chẳng sanh bởi nhân duyên nó vốn sẵn có cho nên nó không có sanh diệt vốn tự trọn đủ tuy nó chẳng có bất cứ hiện tượng vật chất hay tinh thần gì nhưng nó có thể hiện hết thảy các tướng Điều này cũng rất khó hiểu Cái gì cũng chẳng có Cứ sao nó có thể hiện Vì sao hiện ra vô lượng Vô số vô tận Cứ sao hiện nhiều ngân ấy Biến huyển vô cùng Tôi học kinh Hoa Nghiêm Suy nghĩ thật lâu mà chẳng nghĩ ra thứ gì đều không có thì nó biến bằng cách nào biến ra nhiều ngần ấy rồi tôi nghĩ đến lúc nhỏ chơi kính dạng hoa tôi nghĩ tới món đồ chơi ấy kính dạng hoa rất đơn giản mọi người đều biết tôi vừa nhắc tới khá nhiều người tặng kính dạng hoa cho tôi tặng cả mười mấy cái ba miếng thủy tinh bên trong Bất quá là mấy mảnh dụng có màu sắc khác nhau Quý vị xoay chuyển ống kính Xoay suốt từ sáng đến tối Nó sẽ hiện ra vô số mô thức sắp xếp Chẳng có cái nào giống nhau Tôi liền nghĩ vốn tự tròn đủ Có thể sanh dạng pháp Có cùng một đạo lý giới kính dạng qua Thật đấy chẳng giả đâu Dấu hiện nhiều đến mấy Quý vị chẳng thể nói nó là có Khi nó chẳng hiện Chẳng thể nói nó không có Có và không là tương đối Có và không là nhị biên Trong tự tánh chẳng có đối lập Phải hiểu rõ đạo lý này Chúng ta muốn trở về tự tánh Mà có ý niệm đối lập sẽ trở về không được Điều ấy rất nghiêm trọng Vì vậy học Phật dẫu học thật giỏi Nói đến nỗi qua trời rơi loạn xạ Mà vẫn còn đối lập với người khác Vẫn còn đối lập với sự Vẫn còn đối lập với dạng vật Thì kẻ ấy là lục đạo phàm phu chính cống Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi mà cũng chẳng thể giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Tuy cực lạc thế giới nói đới nghiệp giảng sanh Chẳng thể mang theo nghiệp chướng hiện hành Có thể mang theo cựu nghiệp Tức là có thể mang theo nghiệp trong quá khứ Chẳng thể mang theo nghiệp hiện tiền Ta oán một ai Đến lúc làm chung, lúc thở khắc ra hơi cuối cùng, còn oán hay chăng? Còn oán thì chẳng có hy vọng chi hết. Quý vị chẳng giả sanh được. Trong hơi thở cuối cùng, ta chẳng oán hờn. A Di Đà Phật mới có thể đón quý vị đi. Công phu này phải luyện trong lúc bình thường. Kẻ đối với ta có tham cừu đại hận như thế nào đi nữa? Cũng chẳng ghim trong lòng Ghim trong lòng sẽ chẳng đến được thế giới cực lạc Chẳng thể thấy a di đà Phật Phải buông xuống Người khác oán hận ta Chẳng sao cả Tâm ta thanh tịnh Chẳng nhiễm mấy trần Người khác có oán hận Tức là kẻ ấy Chẳng thanh tịnh Có ô nhiễm Do vậy phải nhớ Kinh vô lượng thọ dạy Ba tiêu chuẩn tu hành là Thanh tịnh bình đẳng giác phải biết do ba chuyện này sẽ giảng sanh ba quả tịnh độ khác nhau trong tây phương cực lạc thế giới điều này phải biết thật sự đoạn chẳng còn chấp trước sẽ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư chẳng còn phân biệt đoạn vô minh rồi sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Hệ bình đẳng bèn sanh vào cõi thật báo trang nghiêm nếu đã giác thì sao đại triệt đại ngộ giác rồi thì sao giác rồi bèn trở về cõi thường tịch quan vì vậy chúng ta đối nghiệp Nói thật thà là thứ gì cũng chưa thể đoạn Nhưng đối nghiệp là mang theo nghiệp quá khứ Chẳng mang theo nghiệp hiện hành Này chúng ta phải quá giải tất cả hết thảy Những đối lập mâu thuẫn xung đột với người khác Buông xuống từ nội tâm Đừng nên so đo nữa Mong cho tâm mình đạt đến thanh tịnh Tâm thanh tịnh hiện tiền Chắc chắn quý vị được giảng sanh Điều này trọng yếu lắm Đừng để ngoại cảnh quấy nhiễu Khiến cho cơ hội lần này lại bị chướng ngại Nếu để bị chướng ngại Tức là sai lầm quá đổi to lớn ba môn giác chánh tịnh ba môn này giác bèn sanh vào thường tịch quan bình đẳng bèn sanh vào cõi thật báo thanh tịnh sanh vào cõi phương tiện ở đây đức phật dạy chúng ta cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới của tây phương cực lạc thế giới Tây phương thù thắng Chẳng giống các cõi nước khác Cõi ấy chẳng có lục đạo Tuy cũng có cõi phàm thánh đồng cư Nhưng cõi phàm thánh đồng cư Chẳng phải là lục đạo Chỉ có hai đường nhân thiên Chẳng có tu la đạo Mà cũng chẳng có tàm ác đạo Đây là chỗ khác biệt Trong ba môn hành theo môn nào cũng đều được Nếu hành theo giác môn Chắc chắn sanh vào cõi thật báo Giác chánh tình Chánh môn thì tùy thuộc công phu sâu hay cạn Chẳng nhất định Công phu cao Sanh vào cõi phương tiện Kém hơn thì vẫn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Hành theo tịnh môn khác hẳn Đối với tịnh môn Nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn Sẽ là quái thật báo Sự nhất tâm bất loạn Là quái phương tiện Công phu thành phiến Là quái phàm thánh đồng cư vì vậy thấp nhất là công phu thành phiến Thành phiến là gì? Chưa đoạn phiền não Nhưng trong tâm có Phật Có A-di-đà Phật Trừ Phật ra ý niệm gì cũng đều có thể chế ngự Chẳng cho nó khởi tác dụng Khuất phục phiền não Chứ chưa đoạn phiền não Đoạn phiền não bèn chuyển thức thành trí Người ấy chưa đoạn Công phu niệm Phật nhằm chế ngự phiền não nhiếp đoạn sáu căn tịnh niệm tiếp nối đè nén phiền não đó là điều kiện phải có đủ để giảng sanh tây phương cực lạc thế giới không hội đủ điều kiện này sẽ chẳng thể giảng sanh chúng ta hiểu đạo lý này Liễu giải chân tướng sự thật này biết trong cuộc đời này phải nên làm chuyện gì? Điều gì trọng yếu nhất đối với chúng ta? Thanh tịnh, bình đẳng, giác là trọng yếu. Phải dốc toàn lực tìm lại. Chính mình vốn sẵn có giác chánh tịnh trong khởi tính luận Mã Minh Bồ Tát đã nói Bổn giác vốn có Bất giác vốn không Đây là bổn giác Tìm lại nó tìm từ cái tâm thanh tịnh Tu gì trong hình thảy hoàn cảnh Tu tâm thanh tịnh Tu không bị ô nhiễm Không bị quấy nhiễu đó là tu hành thật sự mười tông phái đều hành theo ba môn này tôi vừa mới nói tánh tông và thiền tông hành giác môn những tông khác là giáo hạ như hoa nghiêm thiên thai tam luận và pháp tướng duy thức đều hành theo chánh môn chánh trì, chánh kiến loại thứ ba là hành theo tịnh môn gồm hai tông phái là tịnh độ tông tu tâm thanh tịnh mật tông cũng tu tâm thanh tịnh nhưng hiển và mật khác nhau công phu của mật tông đúng là cao hơn tịnh tông tịnh tông tu cái tâm thanh tịnh như thế nào diễn ly hết thảy nhiệm pháp Diễn ly hết thảy ô nhiễm Tu tâm thanh tịnh dễ dàng Còn trong mật pháp là chẳng lìa cảnh giới Để tu tâm thanh tịnh Khó lắm Đó chẳng phải là chuyện dễ dàng Tịnh của họ là chân tình còn chúng ta là tách lìa thanh tịnh Sau khi tiếp xúc chưa chắc đã thanh tịnh Vì vậy người ta là thanh tịnh thật sự Mật Là Pháp Thượng Thượng Thừa Trong Phật Pháp Chẳng học Pháp môn ấy sẽ chẳng thể thành Phật Chẳng thể không tu mật Pháp Nhưng tu lúc nào Từ sơ địa trở lên Nói cách khác Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền Tu Hiện Giáo Trong trường học Vị ấy học lớp tiến sĩ Quý vị đã tốt nghiệp thạc sĩ mới có thể tu theo bàn tiến sĩ. Nếu quý vị chưa phải là trình độ này mà tu mật, sẽ rắc rối to. Cuối cùng sẽ đến đâu? Vào A Tỳ Địa Ngộ Trong quá khứ, chương gia đại sư bảo tôi, À, trong thế gian chúng ta Trình độ thấp nhất để có đủ tư cách học mật tông là sư trụ trong viên giáo Cũng có nghĩa là Thật sự Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Quý vị tiếp xúc vấn luận cảnh giới gì Đều chẳng bị lay động Cũng sẽ không bị quấy nhiễu Giống như thiện tài đồng tử tham học 53 lần vì sao thầy chúng tôi hạn chế rất nghiêm thứ gì cũng không cho phép đọc cũng không cho phép nghe mà cũng chẳng cho phép học sợ gì sợ bị quấy nhiễu quý vị chưa có định tánh gần son sẽ đỏ gần mực sẽ đen thì làm sao được Son và mực bày ra trước mặt Quý vị hết sức tiếp cận Chẳng tiêm nhiễm mảy may Có công phu ấy thì mới có thể học Mới có thể đi ra ngoài tham học Vì vậy tham học là có điều kiện Chẳng phải tùy tiện ai cũng đều có thể đi tham học Không thể nào Quý vị thấy thiện tài đồng tử tham học Ngài đã minh tâm kiến tánh trong một hội văn thù bồ tát đắc căn bản trí đó là kiến tánh là đại trị đại ngộ kinh bác nhã nói bác nhã vô tri căn bản trí là vô tri từ vô tri khởi tác dụng là hậu đắc trí Ngài tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí, hậu đắc trí là không gì chẳng biết. Khi chính quý vị đã đạt đến vô tri, thì mới có thể đi tham học, mới thành tựu hậu đắc trí. Chúng ta chưa đắc căn bản trí, mà ta đi tham học có được hay không? quý vị muốn đi thì phật cũng chẳng có cách nào ông cứ đi đi ông có thể học được gì hay chăng hết thể những gì ông học được đều là tri kiến sai lầm chẳng có gì là tri kiến chính xác hay chẳng trì chánh kiến cả chúng tôi dám nói như thế này toàn là học sai trật phải đến khi trong tâm thanh tịnh chẳng sanh một niệm thì lúc quý vị tiếp xúc mới là trí huệ chân thật là phật tri phật kiến Quý vị chưa đạt tới trình độ này mà ra bên ngoài Bất luận đến tham cứu nơi đâu Toàn là học được tà tri tà kiến Vì sao? Do tâm quý vị tà Trong tâm khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Do đó chánh pháp đều biến thành tà pháp Người đắc căn bản trí là như thế nào? Người ấy không có trì kiến Chẳng có trì kiến bạn gọi là chánh trì chánh kiến chẳng có tà kiến chẳng mê do vậy khi người ấy tiếp xúc sẽ hoàn toàn tương ứng với tự tánh à, khi ấy mới có đủ tư cách đi ra ngoài tham học à, ý vừa tiếp xúc bèn hiểu rõ mắt thấy bèn hiểu rõ tai vừa nghe bèn hiểu rõ giống như huệ năng đại sư đã thể hiện Chúng ta hãy nghĩ có đúng như thế hay không? À, người, người ta mê chưa mê từng đúng học đúng Kinh Pháp Hoa à, Chưa đúng hề đúng nghe nói Thiền Sư Pháp đạt niệm ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa rất dài Mỗi ngày tối đa niệm được một bộ Niệm ba ngàn bộ, bộ phải mất mười năm <laughs> niệm mười năm chẳng khai ngộ có tập khí ngạo mạn cảm thấy mình ghê gớm lắm rất đáng kiêu ngạo sư đã niệm ba ngàn bộ kinh pháp hoa kinh pháp hoa đã niệm thuộc lao lao tới chỗ huệ năng đại sư thỉnh giáo gặp mặt Sư Pháp Đạt nghĩ gã này là hậu học Đánh lễ thầy ba lại Thầy thấy rất rõ ràng lúc sư lại đầu chẳng sát đất Đó là gì? Tập khí ngạo mạn Lễ bái đầu chẳng sát đất Khi sư đứng lên tổ bèn nói Ông có gì đáng để kiêu ngạo? Sư thừa đã đọc ba ngàn bộ kinh Pháp Hoa quệ năng đại sư bèn nói kinh pháp hoa nói những gì sư chẳng thưa được à, quay lại thỉnh giáo quệ năng, năng, năng đại sư quệ năng đại sư bảo kinh này ta chưa từng nghe ta cũng chẳng biết chữ nếu ông đã niệm đến ba ngàn bộ hãy niệm cho ta nghe kinh pháp hoa có hai mươi tám phẩm sư đọc đến phẩm thứ hai tức là đọc đến phẩm phương tiện huệ năng đại sư nói được rồi không cần niệm nữa ta đã hiểu toàn bộ người có bản lãnh ấy mới có thể tham học tổ giảng cho sư nghe sư khai ngộ lại lại đầu dập sát đất chẳng nói năng gì tham học phải có bản lãnh này mới được thiếu bản lãnh này sẽ chẳng thể tham học quý vị tham cái gì đây quý vị là phàm phu vì vậy trong kinh hoa nghiêm hiện tại động tử đã biểu diễn điều kiện tham học chúng ta liền biết chưa kiến tánh chẳng thể rời khỏi thầy rời thầy sẽ có vấn đề liền quý vị sẽ bị ô nhiễm biến thành tà tri tà kiến bị đọa lạc do đó thầy có ý tốt chẳng cho quý vị đi ra ngoài phải ở quanh thầy ai mới có cơ hội khai ngộ người thật thà theo chắc thầy thầy chẳng hại ta kẻ tự cậy thông minh không nghe lời cảm thấy vị thầy này khá lắm nhưng còn có vị thầy khác cao minh hơn thầy mà thầy chẳng chấp thuận cho tôi học ở bên kia người ta học rộng nghe nhiều có đấy. xưa <laughs> nay trong ngoài nước đều có loại người này. À, hắn rời khỏi vị thầy này, này lại đi tìm vị thầy khác xong rồi. đời này xong luôn rồi. À, hiện trí thức quả thực khó cầu. trong thời đại hiện tại này chẳng có. tìm không được chỉ có một phương pháp là tìm cổ nhân cổ nhân đáng tin cậy cổ nhân là kinh giáo chúng ta học kinh hoa nghiêm bèn kiếm thanh lương đại sư kiếm lý trưởng giả các ngài đã chú giải kinh hoa nghiêm tỉ mỉ chúng ta đang đọc kinh chẳng hiểu xem chú giải là nghe các ngài chỉ dạy đọc một lần không hiểu xem mười lần mười lần không hiểu xem trăm lần nếu quý vị có thể đọc qua nghiên kinh sớ sau 100 lần Có thể khai ngộ hay chăng? Hết sức có thể 100 lần tâm quý vị định rồi Do vậy trước hết đắc tam muội Đạt được tâm thanh tịnh Đọc cho đến mức tập khí phiền não Tập khí tri kiến thấy đều mất sạch Tâm thanh tịnh hiển tiền Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ Trí huệ là có thể khai ngộ Chuyện này là thật Chẳng gạt người đâu nhé Vì vậy cương lãnh rốt cuộc Tô cùng trong giáo học Phật Pháp là ba món Nhân giới sanh định Nhân định khai huệ Quý Giới là quy cổ Quý vị dân giữ quy cổ Vậy quý vị tham nhập một môn Đó là quy cổ Thật sự tham nhập sẽ đắc định Đắc định bạn khai ngộ Đối với điều này Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc Chứ không riêng gì Phật Pháp dạy người ta như vậy mà nho và đạo Cũng chẳng ra ngoài lệ ấy Vào thời cổ trong trường tư thuộc Thầy dạy học trò Chú ý tới điều trọng yếu nhất Là ngộ tâm của học trò Giúp nó khai ngộ Sau khi khai ngộ hệ tiếp xúc gì Cũng đều thông hiểu người ấy cũng rất thông minh Hãy tiếp xúc bàn có thể hiểu rõ vì sao hết thể các pháp chẳng lìa tự tánh chỉ cần kiến tánh thì vấn đề gì cũng đều giải quyết này chúng ta học kinh vô lượng thọ tìm bản chú giải này của cụ hoàng niệm tổ là được rồi vì sao? Kinh do thầy cụ là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hội tập từ năm bản dịch gốc. Này chúng ta thấy bản chú giải này của cụ Hoàng. Đã tổng hợp toàn bộ những lời chú giải kinh vô lượng thọ của các vị đại đức xưa nay trong ngoài nước. Hoàn toàn tổng hợp lại. Quý vị đọc bản chú giải của cụ Hoàng Tức là đã xem bao nhiêu kinh Trong phần sau cụ đã dẫn chứng hơn 200 thứ Quý vị được đọc toàn bộ Tổng hợp toàn bộ mà Khi chúng ta muốn xem nhiều như vậy Phải tốn bao nhiêu thời gian Cụ đã chỉnh lý kỹ lưỡng Trong quá khứ, những bản chú giải xưa gồm có mấy thứ chúng tôi đã từng xem qua. Ở đây, cụ cũng, cũng đều sau lục đầy đủ, sau toàn bộ trong tác phẩm này. Do vậy, bộ kinh giải này là tổng hợp hoàn chỉnh của các kinh luận chú sớ trong tịnh độ. Chúng ta phải nhận biết tác phẩm quý giá này. Trong hết thảy các kinh, kinh điển tịnh tông là quý báo. Trong các sách vở Tịnh tông, nay bày ra trước mặt chúng ta bản chú giải này là món báo. Không có tác phẩm nào siêu thắng hơn tác phẩm này, chẳng có. Chúng ta phải quý trọng, phải nghiêm túc học tập. Giúp phân lượng của sách này với kích thước như vậy, nếu chúng ta thâm nhập một môn học tập từ đầu đến cuối, học tập 5 năm hay 10 năm sẽ đắc niệm Phật Tam muội. Chẳng còn dòng niệm nữa à, Thời gian, tinh thần, tinh, tinh lực của chúng ta Đều tập trung vào đây Lẽ đâu chẳng đắc định à, Tam muội ấy gọi là niệm Phật tam muội Đắc niệm Phật tam muội sẽ có thể đắc sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn lý nhất tâm bất loạn là kiến tánh Chúng ta mong sớm có ngày thành tựu Sớm có ngày thành tựu thì phải thật sự buông xuống Bộ kinh điển này dạy chúng ta buông xuống Thấy đều buông xuống Đối với Tổng Cương Lãnh Đức Phật nói ba câu Tức là tam nghiệp thanh tịnh Ngài xếp khẩu nghiệp đầu tiên Chẳng giống những kinh khác các kinh nói thân khẩu ý Kinh này nói khẩu thân ý Thiện hộ khẩu nghiệp Bất cơ tha quá Thật sự làm Chúng ta còn phê phán người khác hay chăng Hữu ý hay vô tình phê bình người khác Quý vị đều vi phạm nếu thật sự học phải thời thời khắc khắc cảnh giác chẳng chê bai lỗi lầm của người khác đừng nên ghi nhớ khuyết điểm của kẻ khác càng chớ nên nói ra quý vị làm được điều này sẽ có thể học phổ hiền bồ tát thập nguyện lễ kính chư phật xưng tán như lai quản tu cúng dường xử sự, sự đãi người tiếp vật đều phải như vậy thì mới được mới giống bồ tát bồ tát chẳng có oán gia đối đầu tổ tiên chúng ta dạy nhân giả vô địch trong phật môn nhân giả được gọi là bồ tát Đối với Bồ Tát thường gọi họ là nhân giả, tức là bậc nhân từ. Bồ Tát là người nhân từ, không ai đối địch, trong tâm ngài chẳng có địch thủ. Nếu còn phân biệt, còn chấp trước, còn có đối lập, kẻ ấy chẳng phải là Bồ Tát. Kẻ ấy là gã bất nhân. Bất nhân là chẳng có tâm từ bi Nhân giả là đại từ đại bi Còn oán hận thì làm sao có thể coi là bậc nhân từ Kẻ ấy có lỗi với ta Quỷ bán ta, lăng nhục ta Hãm hại ta Nếu quý vị là người có lòng nhân à, Kẻ ấy dùng thủ đoạn gì để đối phó quý vị Trong tâm quý vị đều chẳng dướng mắt Không chỉ chẳng dướng mắt Mà còn rất cảm kích kẻ ấy Vì lẽ gì cảm kích kẻ ấy Kẻ ấy tới khảo nghiệm Xem quý vị có phải là học Phật hay chăng Rốt cuộc có công phu gì hay chăng Chửi quý vị mấy câu để coi có nổi quạo hay chăng hãy nổi quạo là xong rồi quý vị thấy đó kẻ ấy đến khảo nghiệm quý vị từ kinh điển quý vị thấy kinh kim cang có nhắc đến chuyện vua ca lợi dương cắt chặt thân thể nguyên văn câu chuyện này được kinh đại niết bàn kể rất tỉ mỉ kinh kim cang chỉ nói đại lược Đó là khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa thành Phật. Ngài tu nhẫn nhục Ba La Mật. Người ta gọi Ngài là nhẫn nhục tiên nhân. Gặp phải vua ca lợi xem Ngài có thể nhẫn hay không? Vua ca lợi đem Ngài lăng trì xử tử dùng đao cắt thịt ngài lốc lấy từng miếng xẻo cho đến chết để coi ngài có thể nhẫn hay không người vẫn có thể chẳng tức giận vẫn có thể chẳng oán hận ta ư nhẫn nhục bảo vua ta chẳng có mảy may oán hận đã thế còn đối trước vua phát nguyện trong tương lai ta thành Phật Người đầu tiên ta quá độ sẽ là nhà vua Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật Người đầu tiên đắc độ thành A-la-hán Là tôn giả Kiều Trần Như Tôn giả chính là vua ca lợi thuở ý Hứa sao làm vậy Vua ca lợi thành tựu cho Ngài Nên nhẫn nhục tiên nhân cảm ơn Chẳng oán hận Thành tựu Ngài như thế nào? Giúp Ngài sớm thành Phật. Trong một ngàn vị Phật thuộc hiền kiếp, vị Phật thứ tư là Di Lạc Phật. Lẽ ra Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật sau Di Lạc Phật là vị Phật thứ năm. Nhưng quý vị thấy, nay Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước, Di Lạc Phật biến thành hậu bổ Phật của Phật Thích Ca. Do nguyên nhân nào? Do nhẫn dục ba la mật nên sớm thành tựu. Quý vị nói đó là chuyện tốt hay xấu? Tổ tiên về chúng ta thua thiệt là phước. Quý vị chẳng chịu thua thiệt tức là chẳng cần phước báo. Những nhục tiên nhân biết thua thiệt là phước Hoàn toàn tiếp nhận Nên phước báo hiện tiên Ngài sứng thành Phật Sự thể hiện này nhằm dạy bảo chúng ta Nạn lớn gần ấy Nhưng ngài luôn coi như chẳng có chuyện gì Nghịch cảnh xảy đến Bèn dân chịu Này chúng ta gặp một tí thử thách giặt giảnh Đã chịu không nổi Làm sao có thể giảng sanh Vì vậy người tu hành Dẫu bị thu thiệt quá mức Dẫu bị lương gan quá mức Vẫn coi như chẳng có chuyện ấy phải luôn nhớ một câu trong Kinh Kim Cang Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng Phải buồn chuyện ấy xuống Trong tâm chẳng có dấu vết gì Chẳng oán hận mấy mây Thường sanh lòng quan nghĩ Đối với những oán thân trái chủ Cảm ơn cảm tạ Nếu trong quá khứ tôi thiếu nợ họ đáng phải đền trả vui vẻ nếu trong quá khứ tôi chẳng thiếu nợ họ chẳng cần đến sau khi họ đoạt lấy chẳng cần họ phải trả họ trả thì tôi phải trở lại thế gian làm người lần nữa không nhận nợ của họ rắc rối to không cần nữa quý vị nói xem có phải là tự tại lắm không Đây là chân tướng sự thật Có thể chịu thua thiệt Thua thiệt sao cũng được Luôn quan thị Vì vậy đối với mật Chúng ta tôn trọng Chúng ta tán tháng Nhưng chúng ta chẳng học Vì sao? Biết chúng ta thiếu năng lực để học chúng ta chẳng ăn thịt hết thảy chúng sanh nhằm tiêu nghiệp chướng của chính mình người học mệt có thể ăn thịt hết thảy chúng sanh vì sao khi người ấy ăn thịt chúng nó có thể siêu độ chúng nó có bản lệnh đó này chúng ta ăn thịt chúng sanh có bản lãnh siêu độ nó hay chăng Đừng nói siêu độ gì khác Chúng ta ăn một con gà Có thể khiến con gà ấy sanh lên trời Nói bạn có thể hưởng phước trời Có năng lực ấy hay chăng Không có năng lực ấy Thì ngang dạng phần chớ nên ăn thịt chúng sanh Vì sao Quý vị kết oán cừu với chúng Mật chẳng phải là đùa bỡn được Trong mật tông không có con đường chính giữa Nói cách khác, một là thành Phật, hai là đọa A Tỳ Địa Ngục. Nếu quý vị chẳng thành Phật, sẽ đi vào A Tỳ Địa Ngục. Quyết định chẳng thể đùa bỡn được. Thượng Sư Mật Tông kết duyên với các tín đồ thân thường. Quán đảnh cho quý vị, truyền cho quý vị một câu chú. Quá nữa là truyền bài chú Lục Tự Đại Minh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Om Bani Bác Mê Hồng. Rất nhiều người đều biết niệm. Chương gia đại sư cũng truyền bài chú này cho tôi, bảo tôi thường niệm. Tôi hỏi Ngài bài chú ấy có nghĩa là gì? Ngài giảng Ông là tiếng Phạn. Có nghĩa là thân thể Hiểu là pháp thân cũng được Mà báo thân cũng được Ứng là thân thể Trong kinh đại thừa Mani rất nhiều Hoa sen đấy Mani là hoa sen Bác mê là gìn giữ Hồng là ý Ý niệm Theo ngữ pháp của họ Quý vị thấy Câu chú ý có nghĩa là thân hoa sen, gìn giữ ý. Theo ngữ pháp của người Hoa có nghĩa là gìn giữ thân tâm như hoa sen. Ý nghĩa này hay lắm. Do vậy, trì chú phải tam mật tương ứng, tay kết ứng, miệng niệm chú trong tâm quán tưởng. Quán tưởng gì? Thời thời khắc khắc giữ cho thân tâm của chính mình giống như hoa sen Mọc lên từ bùn lầy mà chẳng nhúm bẩn Ý nghĩa này thật hay Hiện thời rất nhiều người niệm chú này nhưng chẳng biết ý nghĩa Do không biết nên chẳng sanh ra hiệu quả do trong giáo pháp đại thừa đức phật bảo hết thể các pháp sanh từ tam tưởng quý vị chẳng quán tưởng chỉ niệm suông chỉ kết ấn suông chẳng quán tưởng thì không được rồi chẳng đạt được lợi ích chân thật vì vậy trong ta mật quán tưởng trọng yếu nhất còn quan trọng hơn trì chú và kết ấn Tôi theo chương gia đại sư ba năm Ngài chẳng truyền mật pháp cho tôi Ngài nói tôi chẳng đủ trình độ Anh còn thiếu trình độ rất xa Đó là nói thật Chẳng giả Vì vậy tôi hết sức cảm kích vị lão nhân này Cơ sở Phật Pháp của tôi Được Ngài thiết lập trong 3 năm Nên sau này mới có một chút thành tựu như vậy Trong đoạn này, cụ Hoàng có ý nói hành nhân thật sự được. Oai thần từ 48 nguyện của a di đà Phật gia trì. Do vậy, Pháp này thuộc tha lực môn, thuộc về quả giáo. a di đà Phật dùng quả đức gia trì chúng ta. Hành nhân phát tâm niệm Phật, trưởng di đà bổ nguyện nhất thọ. Oai thần gia bị, hỗ trì hành giả. Quý vị thật sự y giáo phụng hành sẽ chẳng bị ma dựa Quý vị thật sự y giáo phụng hành Người có công năng đặc dị sẽ trông thấy Đó là quý vị thật sự có công phù ấy Thân thể tỏa ánh sáng Ma chẳng thể đến gần Hướng hồ Lại quy y a di đà Phật Thật sự có 25 vị thần hộ Pháp hộ vị Vì sao rất nhiều người tu hành lại đổ bệnh? Đó chính là như trong phần trước đã nói Hành nhân xảo hữu chấp trước Tức là có một tí chấp trước như thế Tiện thất chánh kiến Tức nhập ma đồ Phiên phức liên Toàn bộ oán thân trái vụ của quý vị tìm tới cửa Tâm này phải trụ nơi đạo Làm thế nào để trụ nơi đạo Thời thời khắc khắc niệm Phật chẳng niệm phật bèn nghĩ đến những đạo lý được giảng trong kinh điển đại thế chí bồ tát chỉ dạy chúng ta ước phật niệm phật hiện tiền đương lai bất định kiến phật ước phật là gì thường xuyên tưởng phật phật ở đâu những điều kinh đã giảng đều là phật kinh hoa nghiêm càng giảng càng kẻ hơn Trong quá khứ Chúng ta học kinh hoa nghiêm lâu ngần ấy Đã hơn bốn 000 giờ Vì thời gian dài như thế Chúng tôi mới đem ghép bộ giọng tận hoàng nguyên quán vào Đó là cương lãnh tu học là tinh hoa của toàn bộ kinh hoa nghiêm bài luận văn ấy chẳng dài cả bài văn chỉ có sáu đoạn tiên sinh phương đông mỹ nói ba đoạn đâu là triết học tối cao Ba đoạn sau là khoa học tối cao Đây là triết học và khoa học trong giáo Pháp Đại Thừa Đều được giảng đến tột định rốt ráo viên mãn Giảng rõ ràng duyên khởi của vũ trụ Duyên khởi của dạng vật Duyên khởi của sát mạng Ta từ đầu đến Duyên khởi của bản thân chúng ta đều nói ra hết Quá ư ừ là khó có So với những thứ triết học và khoa học tột đỉnh Trong cả thế giới hiện thời Trọn chẳng thua kém Chúng tôi cũng dùng hơn 200 giờ để giảng Bộ DVD này có thể nghe nhiều lần Nghe không hiểu chẳng sao cả Cứ nghe từng lần một Nghe rồi sẽ khai ngộ nghe xong dẫu chẳng khai ngộ chắc chắn cũng giúp quý vị buông xuống lợi ích ấy cũng rất lớn tiếp đó cụ dẫn một đoạn trong kinh thập giảng sanh Phật ngôn như hữu chúng sanh Niệm A-di-đà Phật Nguyện giảng sanh giả Bi Phật Tức khiển nhị thập ngũ Bồ Tát ủng hộ hành giả Như hành như tọa như trụ Như tọa như trú như giả Nhất thiết thời nhất thiết xứ Bất linh ác quỷ ác thần đắc kỳ tiền giả Quý vị có tin điều này hay không? Bi Phật là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phái 25 vị Bồ Tát. Khi Tam Quy Y bèn có 36 vị thần hộ pháp, 25 là nói đến ngũ giới. Quý vị thật sự thọ trì ngũ giới sẽ có 25 vị thần hộ giới. Do vậy kiếp trước Kiếp này oán thân trái chủ Cũng không thể tìm đến quay phá Quý vị thật sự học Phật Dù họ có cựu hận quý vị Cũng chẳng có cách nào báo thù Họ thấy quý vị thật sự tu hành Biết quý vị có thành tựu Khi quý vị thành tựu Nhất định họ sẽ được lợi ích Nhất định siêu độ họ Nhất định giúp đỡ họ Quán thần trái chủ Tới kiếm người tu hành gây chuyện Là gì nguyên nhân nào Quý vị tu hành giả dối Chẳng chân thật Căn bản là họ coi thường quý vị Nên tới kiếm chuyện Chuyện là như vậy đó Quý vị tu được Sẽ khiến họ bội phục Lẽ đâu họ quấy rối quý vị quý vị trách ai, chẳng thể trách ai khác, phải tự trách mình. Nếu chính mình thật sự đúng pháp, bản thân cả chủ đều cùng kính, họ biết, họ sẽ được giải thoát. họ có duyên với quý vị, phật độ kẻ hữu duyên mà, duyên ấy bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nói chung, hệ có duyên, bạn có thể đắc độ. Chúng ta là người học Phật Mỗi ngày trong niệm Phật được của chính mình Hãy thờ một bài vị oán thân trái chủ Chẳng quên họ Chẳng quan tâm họ Có biết hay là không Trong đời này có lẽ có thể nhớ Nhưng đời quá khứ chẳng thể nhớ được Chúng ta thờ bài vị đời kiếp trước này Thấy đều có Thật sự tu hành họ sẽ thật sự bội phục Thật sự sanh tâm quan hỷ Chẳng tìm đến làm tiền Mà tới hộ trì quý vị Mong mỏi quý vị thành tựu sớm ngày nào Họ sẽ sớm đắc độ ngày ấy Vì vậy con người có cùng cái tâm này Tâm có cùng lý này Lời Phật đã giảng trong kinh Chắc chắn chẳng phải là dòng ngữ Lại xem đoạn tiếp theo Thở thủ lăng nghiêm kinh Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Duyên Thông Chương Dân Kim ư thử giới Nhiết niệm Phật Nhân Quy ư tịnh độ Đây là lời Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong kinh lăng nghiêm chương này kinh văn chẳng dài tổng cộng chỉ có 244 chữ đây là đoạn trong đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương đối với đoạn này ấn quan đại sư tôi nghĩ hiện thời rất nhiều đồng học đều biết ấn khoan đại sư là tây phương đại thế chí bồ tát tái lai quán âm và thế chí trong đời quá khứ trước khi thành thật các ngài đều là người trong thế giới sa bà Cũng có thể nói các ngài là đồng hương của chúng ta Các ngài sanh về thế giới cực lạc Nay họ giống như lớp trưởng của các vị Bồ Tát Lãnh đạo các vị Bồ Tát Giúp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sinh Thế giới sa bà là quê hương của các ngài nên cũng đặc biệt chiếu cố Vì vậy Ngài thường đến thế giới này Thật vậy giống như trong phần trước đã nói Hết thấy thời, hết thấy chỗ Quý vị niệm Ngài Ngài bèn hiện tiền Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật Chính xác nhất Đơn giản nhất Ổn thỏa nhất Đáng tin cậy nhất Phương pháp là Nhíp trọn sáu căn Tịnh niệm tiếp nối Tám chữ Ước Phật niệm Phật hiện tiền đương lai Tất định kiến Phật câu này khẳng định như vậy chẳng có mảy may hoài nghi nào trong tâm thường tưởng phật miệng thường niệm phật trong hiện tại quý vị đã có thể thấy phật Hết thể các Pháp sanh từ tâm tưởng mà Tương lai sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Mỗi ngày ở cùng một chỗ với A-di-đà Phật Ở cùng một chỗ với chư Phật như Lai Cùng học tập với các đại Bồ Tát Đến nơi đầu tìm được quan cảnh này Tây phương cực lạc thế giới Giống như một trường đại học Phật giáo Hết thảy chư Phật đem toàn bộ những chúng sanh Phục ba căn tánh thượng trung hạ Trong khu vực giáo hóa của các ngài Đưa sang học bên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ra ngoài lệ ấy Chỉ có các vị thượng thượng căn Là sang thế giới hoa tạp Do vậy thế giới cực lạc vô cùng thù thắng trang nghiêm Chúng ta phải tin tưởng Chứ nên có mảy may hoài nghi nào Kinh giáo đại thừa quả thật rất hấp dẫn con người Khiến cho quý vị sau khi xem xong Chẳng muốn buồn xuống Nếu chúng ta không cầm lòng nổi Thứ gì cũng đều muốn học Sẽ là vấn đề nghiêm trọng Vì sao? tâm lực của chúng ta phân tán chẳng thể tập trung học tập phân tán thì quý vị chỉ có thể đạt được kiến thức phật học thông thường nói theo thuật ngữ của giới học thuật hiện thời là quý vị chỉ có thể thành tựu trong phật học trước kia thầy lý thường nói trong thế gian này quý vị có thể trở thành một nhà Phật học Hay là một học giả về Phật học như đối với liễu sanh tử thoát tàm giới chẳng liên quan gì hết Quý vị biến đại Pháp xuống thế gian Thành một thứ học thuộc thế gian Biến chất rồi Tuy biến chất đương nhiên vẫn là kết pháp duyên với Phật Trong a la già đã gieo chủng tử Phật Pháp Đời kế tiếp hay đời sau khi duyên chín mùi vẫn có thể thành tựu Nhưng trong đời này chắc chắn quý vị chẳng thể tránh khỏi nỗi khổ luân hồi Thời gian luân hồi rất dài Do vậy thầy Lý nói Quý vị không thể tránh khỏi nỗi khổ luân hồi nhiều kiếp dài lâu Thật sự giác ngộ Buông xuống dạng duyên Nhất tâm cầu sanh tịnh độ Những kinh giáo ta ưa thích Muốn học đến thế giới cực lạc sẽ học Hiện thời trước hết phải dựng lấy tịnh độ đến thế giới cực lạc vô lượng thọ hoàn cảnh tu học tốt đẹp chẳng trẻ nã gì hiện tại nếu thứ gì cũng đều muốn học sẽ lỡ làng chuyện này quý vị có thể sanh về thế giới cực lạc hay không vẫn phải đánh rất nhiều dấu hỏi vì quý vị chưa nắm vững chớ nên không hiểu đạo lý này sau khi đã hiểu Chứ nên không làm Hãy thật sự làm Hơn 20 năm trước Tôi đã nghĩ buông bỏ kinh giáo Chẳng làm nữa Lần trước giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa Thì ngừng không giảng nữa. Quý vị thấy tôi giảng kinh vô lượng thọ 10 lượt, lần này là lần thứ 11. Lúc ấy tôi nghĩ, suốt đời này chuyên giảng kinh vô lượng thọ, cứ giảng từng lượt một. Mỗi lượt khác nhau. nhân duyên giảng kinh hoa nghiêm lần này tôi cũng đã trình bày cùng quý vị rất bất đắc dĩ nhưng cũng là có lý pháp sư khai tâm ở đài loan lão cư sĩ hoàng niệm tổ và hàng quán trưởng ba người thỉnh cầu Mong giảng kinh ấy một lần làm thành CD, DVD Để giữ lại cho người đời sau tham khảo Nhằm mục đích này Nếu đối với bản thân tôi Một bộ kinh vô lượng thọ này là đủ rồi Con đường này ổn thỏa đơn giản Đơn giản dễ dàng hơn nhiều lắm Một môn tham nhập bạn chú giải này hay vừa nghĩ quá khó được quá hy hữu ở nơi đây tôi phát tâm hướng dẫn mọi người cùng nhau học tập nếu không hướng dẫn có lẽ hứng thú học tập chẳng quá nồng đậm Học tập bản chú giải này nhằm khẳng định kết duyên phận thật sâu với thế giới cực lạc. Thật sự phát nguyện không ai chẳng giảng sanh. <laughs> Đặc biệt là trong thế giới hiện thời chúng sanh khổ lắm bất luận là giàu nghèo sang hàng các nghề nghiệp không nương tựa vào đâu được so với bất cứ thời đại nào trong quá khứ đều là đáng thương xót hơn trong xã hội thời quá khứ con người sống trong thế gian này họ có nơi nương tựa nơi nương tựa là gia đình Bất luận gặp chuyện khó khăn gì Gia đình Sẽ là người ủng hộ Quý vị chắc chắn chẳng hoài nghi gia đình Sau thời chiến tranh Trung Nhật Trong 8 năm ấy Gia đình chẳng còn nữa không nhìn thấy nữa người trung quốc đáng thương không có nhà để về cửa nát nhà tan vì vậy chúng ta cảm ơn phật bồ tát vô tận phật bồ tát bảo chúng ta có nhà thế giới cực lạc là nhà của chúng ta a di đà phật tây phương tam thánh là nơi nương tựa đúng vậy tuyệt đối chẳng giả vấn đề là quý vị có thể tin tưởng hay không nay chúng ta có lý do tin tưởng vì sao trong hoàng nguyên quán đã giảng rõ ràng chúng ta và a di đà phật có mối quan hệ chẳng phải là không có quan hệ hết sức thân mật di đà là tự tánh di đà tịnh độ là duy tâm tịnh độ di đà tịnh độ có quan hệ gì với ta nhất thể chẳng kém mối quan hệ với cha mẹ mà còn thân thiết hơn quan hệ với cha mẹ nữa chúng ta thật sự hiểu rõ quan hệ này hiểu rõ rồi quý vị còn hoài nghi hay chăng chẳng hề hoài nghi nữa Giống như cư sĩ Lưu Tố Dân đã làm gương Nhất tâm nhất ý nương tựa A-di-đà Phật Bị bệnh nặng gần ấy Bác sĩ trong thế gian chẳng trị được Chẳng cần quý vị chữa trị A-di-đà Phật là Đại Y Dương Chắc chắn có thể trị cho tôi làm bệnh Mỗi ngày niệm Phật niệm đến nỗi làm bệnh Điều này chẳng giả Bà ta đã giảng cho chúng ta nghe ở đây mười mấy giờ Phật Bồ Tát có lòng tin đối với chúng ta Vấn đề hiện thời là Chúng ta có lòng tin đối với Phật Bồ Tát hay chăng? Nếu có lòng tin Sẽ tâm tâm tương ứng chúng ta xem đoạn tiếp theo quý vị thấy cụ hoàng trích dẫn tịnh tu tiệt yếu đây là một nghi thức tu hành do lão cư sĩ hạ liên cư biên soạn trong ấy có viết đại thế chí bồ tát hiện cư thử giới tác đại lợi lạc Ưu niệm phật nhân nhiếp phổ bất xã linh ly tam đồ đắc vô thượng lực Chúng tôi nghĩ khi cụ hạ tại thế Cụ nói Đại Thế Chí Bồ Tát là Ấn Quang Đại Sư Cụ chẳng nêu đích danh Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế chẳng giả tí nào Hiện đang ở trong khoảng này Thật sự tạo đại lợi lạc Đại lợi lạc là gì? giáo dục nhân quả tổ ấn quan suốt đời cực lực đề xướng giáo dục nhân quả chúng ta thấy xã hội hiện tiền có thể chữa trị căn bệnh nặng nề của đại chúng trong xã hội này đích thực là giáo dục nhân quả thoại y ngài đã thấy rõ ràng, thấy xã hội hiện tiền của chúng ta dùng luân lý chẳng trị được, đạo đức cũng chẳng trị được, chỉ có giáo dục nhân quả, phải giảng thấu triệt, giảng rõ ràng, những chuyện nhân quả quá nhiều. Nếu sưu tập những câu chuyện gần đây nhất Thì Nhật Báo Tạp Chí Phương tiện truyền thông đã báo cáo Hệ quý vị nói nhân quả Người ta đều có ấn tượng Chẳng giả tí nào Thiện có thiện quả Ác có ác báo Hiện thời trong thế gian này Trên bất cứ con đường nào Tại hương cảng Đều có nhà hàng hải sản Quả báo do ăn hải sản rất nhiều Đều là nhãn tiền Đó là quả báo do sát sanh Quả báo do ăn thịt Còn có một chuyện nghiêm trọng là thiếu nữ phá thai à, Nghe nói hiện thời độ tuổi phá thai là từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi Thật là đáng sợ Người có công năng đặc dị hiện thời thấy bao nhiêu trẻ gái bình thân Có rất nhiều tiểu quỷ bám theo ở nơi đâu ở ngay trên thân họ cho nên khắp thân họ là bệnh bệnh chẳng thể chữa lành tới bệnh viện khám nghiệm kiếm không ra bệnh nhưng khắp thân giả dời vì những loài oán quỷ đến kiếm họ nếu họ thật sự hiểu chuyện này có chịu làm chuyện xấu hay chăng chẳng chịu làm Vì vậy, đối với họ, duyên mối luân lý đạo đức chẳng đủ. Họ không thể chống nổi vụ dỗ mê hoặc. Nhưng do nhân quả đáng sợ, người hiểu nhân quả sẽ chẳng dám làm. Vì vậy, đối với cả thế giới hiện thời, nhân quả có đại lợi lạc. Đặc biệt, nhiếp thủ chẳng bỏ người niệm Phật. Phật Bồ Tát âm thầm gia trì người niệm Phật Đó là nói người thật sự niệm Phật Thật sự muốn giáng sanh Phật lực gia trì nhiếp thủ quý vị giảng sanh thế giới cực lạc Vì sao chẳng nhanh hơn một tí Trên thế giới có tai nạn cũng có thể là Phật Bồ Tát trao cho quý vị sứ mạng Quý vị hãy khéo tu Để nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội Thực hiện luân lý đạo đức nhân quả cho người khác thấy Thật sự phổ độ chúng sanh Nếu thực hiện nếu tuyên dương bằng phương tiện truyền thông Sẽ có ảnh hưởng to lớn Ông Hồ Tiểu Lâm là một thí dụ Không hề lừa gà khách hàng cũng chẳng cần phải cạnh tranh với đối thủ cứ theo đúng quy củ tuân theo giáo huấn trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc để kinh doanh mà một mực có lời Chính ông ta đã báo cáo bao nhiêu lần. Tiền kiếm được quang minh lỗi lạc yên tâm, thoải mái kiếm tiền. Ông ta tự tại lắm, chẳng thiếu tiền. Vì vậy, ai nấy hiểu nhân quả, người người đều theo quy củ. Bất luận quý vị làm nghề gì Sẽ được đại tự tại Sẽ thật sự hạnh phúc Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Cầu phú quý đắc phú quý Ngay cả cầu làm Phật làm Bồ Tát đều cầu được phụ quỷ thế gian trong phật pháp là chuyện nhỏ nhoi chẳng thứ gì chẳng cầu được vẫn là phải hiểu rõ ràng minh bạch nhân quả Thợ A Di Đà kinh dân Nhược thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ tỳ giả Cập văn chư Phật danh giả chữ chư Phật ở đây chỉ A Di Đà Phật thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai gì nhất thiết chư Phật chi sở hồ niệm ở đây chữ quan trọng nhất là chữ thiện thiện nam tử thiện nữ nhân tiêu chuẩn của thiện là gì là thập thiện nghiệp đạo hiện tại chúng ta học tập phải nên gộp cả đệ tử quy và cảm ứng thiên vào đó vì sao vì lẽ nào chúng ta học thập thiện nghiệp đạo chẳng tốt đẹp nói thật ra vào thời cổ không cần nói quá xa người sống vào đầu thời dân quốc tức thế hệ trước chúng tôi như thầy lý cụ hạ liên cư họ thuộc thế hệ trước đã thực hiện đúng tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân vì sao họ làm được họ được hưởng thụ sự giáo dục tốt đẹp từ gia đình người sống vào đầu thời dân quốc gia đình vẫn còn gia học còn hưng thịnh những người có học cũng chẳng học từ đại học nào như hiện thời đều là do học trong các tư thuộc mà thành tựu rồi sau đấy đi thi thầy lý còn chưa bao giờ đến trường thế hệ trước thầy lý tức thân phụ của thầy còn chưa hề đến trường đời thanh không có trường học khi đó không có trường học mà toàn là tư thuộc là gia học dạy dỗ trong gia học rất nghiêm thầy nghiêm khắc mới có trò giỏi thầy lý học rất khổ sở chúng ta có nằm mộng cũng chẳng ngờ tới cô kể cho tôi biết Bị phạt quỳ Chẳng phải quỳ trên đất Mà quỳ trên đóng gạch Khổ cực lắm Lão nhân gia dạy chúng tôi học Chỉ bảo chúng tôi Bất luận là Phật học hay Nho học Dẫn chứng kinh điển cứ thuận miệng đọc ra Chẳng cần phải tra cứ tài liệu Chúng tôi thấy vậy rất bội phục Cụ bảo tôi Các anh có biết do đâu mà được dạy chăng Còn chẳng biết do quỳ trên gạch đấy Các anh chưa hề quỳ trên gạch cho nên chẳng được dạy Do đó Trung Quốc vào thời cổ Trẻ nhỏ đúng là khổ sở Được giáo dục rất nghiêm ngặt Chẳng giống như Tây Phương Người Tây Phương quan niệm Thổi nhỏ là thiên đường Cuộc sống của Nhi Đồng là thiên đường sung sướng Chẳng bị trói buộc gì Trẻ nhỏ Trung Quốc khổ sở mười một mười hai tuổi đi ra ngoài giữ gìn oai nghi giống như một người đã trưởng thành thu nhỏ quỳ cổ à, quan niệm khác nhau thuở thời ấu phải hoàn thành những thứ cần phải học trong một đời sau khi đổ đạt Hoặc giả là chưa có công danh Theo đuổi bất cứ nghề nghiệp gì <laughs> Tuổi thanh xuân cống hiến xã hội Tạo phước cho gia đình Vì gia đình tạo phước Cả đời người ấy có mục tiêu ta sống vì lẽ gì Ta vì gia đình mà sống Suốt đời nghĩ tưởng cho gia đình làm cho tổ tông được vinh diệu Gia tộc được giả gian Vì vậy Người ấy có chỗ để nương tựa Tâm bàn định Dẫu suốt đời sống ở nơi xa xôi Đến cuối cùng Lá rụng về cội Lúc tuổi già về hưu Nhất định trở về quê hương vì sao dưỡng lão tại quê nhà vì vậy người đời sung sướng nhất, hạnh phúc nhất, nói đến lúc hưởng thụ nhất sẽ là khi nào tuổi già tuổi già hưởng lạc tuổi nhỏ giúp bồi căn cội cho sâu chắc vững bền dung bồi rất nhọc nhằn căn cội ấy chính là luân lý đạo đức giáo dục nhân quả Vì vậy với nền giáo dục ấy Ai nấy đều là người tốt Mọi chuyện đều tốt lành Xã hội an định Khi trẻ khỏe Vì xã hội, vì quốc gia Vì gia đình tạo phước Lúc tuổi già hưởng phước Điều này khác với ngoại quốc Ngoại quốc đến tuổi xế chiều rất đáng thương Đối với Trung Quốc thì tuổi già là lúc hạnh phúc nhất Hưởng phước từ 60 tuổi trở đi Trước kia làm quan Làm quan đến 70 tuổi bèn về hưu Quan lại đến khi 70 tuổi bèn cáo lão hồi hương Trở về nhà dưỡng lão, hưởng phước Vì vậy Chữ thiện này trọng yếu lắm Thiện nam tử, thiện nữ nhân Giai vị nhất thiết chư Phật Chi sở hộ niệm Dẫn kinh điển nhiều như thế cho quý vị thấy Chẳng phải chỉ có một bộ kinh này nói như vậy Mà Đức Thế Tôn thường nói như thế Tiếp theo đó sách viết hữu niệm Phật chi nhân hữu tứ thập lý quang minh chúc thân ma bất năng phạm. Nhất tâm chuyên niệm. Trong Kinh Đại Thừa đã dạy Phát Bồ Đề Tâm nhất tâm chuyên niệm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ thật sự. Quang minh 40 dặm Trong Phật Pháp gọi 40 dặm là một doa tuần Quang minh này là gì? Quan minh này là tự tắm quang minh Cũng là thiện được nói trong phần trước Thiện tâm, thiện nguyện, thiện hành Quang minh như trong kinh Phật nói Được có người hiện tại gọi là từ trường Người ấy Ở lại nơi đây Từ trường trong vòng 40 dặm sẽ khác hẳn Một người tu hành chân chánh ở nơi này Hoặc là trong một đạo tàng nhỏ nếu không có đạo tràng nhỏ thì hoàn cảnh nơi người ấy sống Chúng tôi tin là cả nhà người ấy đều học Phật Trong nhà ấy thông thường có nhân số khoảng 300 người Người già trong nhà học Phật sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau học Phật. Vì vậy, Chúng ta có thể tin tưởng là Một trang viên Một thôn xóm Một tiểu trấn ấy Chắc chắn đều bị cảm quá Chúng ta có thể tin tưởng Mấy năm trước đây Tại tiểu trấn Thang Trì Chúng tôi chỉ là làm thí nghiệm Chỉ dùng đệ tử quy để dạy học chỉ cho 4 dạng 8 ngàn cư dân trong tiểu trấn ấy Nam, nữ, già, trẻ, các ngành nghề cùng học Đại khái là trong thời gian 3-4 tháng Lòng người bèn chuyển biến Từ trường hoàn toàn khác hẳn Do vậy chuyện này là thật Chúng ta có thể tin Ma chẳng thể phạm Này chúng tôi nói những lời này Có ai tin tưởng hay không Người ta bảo đó là chuyện thần thoại Chẳng thể nào có Nói thật ra Đấy chẳng phải là Phật không linh Cũng chẳng phải Pháp không linh hiện thời chẳng có hiệu quả thì phải nên biết toàn là do bản thân chúng ta tuy học phật nhưng tầm bất chắn bất chắn là không chịu buông tà mê xuống Bị tự tư tự lợi Tiếng tâm Lợi dưỡng ngũ dục lục trần Từ ngoại cảnh dụ dỗ Mê hoặc thời thời khắc khắc Động tâm Bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển Này chúng ta niệm Phật Nguyên nhân khiến cho hoàn cảnh của chúng ta khác với hoàn cảnh được nói trong kinh là ở chỗ này. Tiếp theo đó, Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ dùng một đoạn ngắn để kết luận Do Thượng khả kiến niệm Phật chi nhân Hữu di đà sở khiển chi nhập ngũ Bồ-Tát Ư ừ nhất thiết thời xứ ủng hộ gia trì Hữu hữu đại thế chí Bồ-Tát đẳng Ai đức nhiếp thọ Phục di nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm Phước báo này to nhiều là phước báo bậc nhất Chứ gì phải biết Thật sự tu tập Thì mới được Cô đắc diễn ly mai mạng An ổn tu trì trượng tha lực cố Quá hiểm vì gì Xưng vi dị hành đạo cư sĩ lưu tổ dân là một tấm gương tốt cho chúng ta bà ta là người hết sức thật thà hết sức hướng nội cả đời chỉ sợ danh lợi trọn chẳng tiêm nhiễm danh lợi Do bị bệnh, niệm Phật được lành bệnh Cảm động bao nhiêu người Giới truyền thông tới phỏng vấn bà ta Sau khi đĩa DVD được phát hành Đã cảm động vô số người Đúng là ban cho chúng ta một gương tốt Về đạo dễ hành hết sức đơn giản là giảng viên buông xuống nhất tâm nhất ý nương cậy a di đà phật do bà ta chẳng sợ chết nên bệnh nặng như vậy hoàn toàn chẳng lo lắng bác sĩ bảo bà ta có thể chết bất cứ lúc nào Bảo bà hãy chuẩn bị tâm lý Bà ta nói tôi chẳng bận tâm đến điều ấy à, tôi, Lúc nào tôi, tôi cũng mong mỏi An Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi à, Thế giới cực lạc là quê cũ của tôi Chẳng có chút cảm giác hoảng sợ gì à, thế, thế. Tâm bình khí hòa đó là điều khiến cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện hết sức bồi phục cứ sao bà ta an tường giường ấy chẳng sợ hãi tiếng nào chẳng lo buồn chút nào do nguyên nhân gì vậy về sau họ biết bà ta là người học phật niệm phật Do đó phong khí niệm Phật lan truyền Người niệm Phật ở chỗ bà ta sống trở nên đông hơn Kẻ không tin cũng tin tưởng Kẻ chẳng niệm Phật cũng niệm Phật Hiện thời tiếng tâm lan truyền mọi người đều biết tới các nơi đều mời mọc bà ta tôi nói tốt lắm bà ta cũng rất vui vẻ rất nghe lời tôi bảo đây là a di đà phật trao sứ mạng cho bà bà phải đi nhiều gặp gỡ nhiều trao đổi nhiều khiến cho càng nhiều người hiểu rõ giác ngộ chuyện này chẳng giả Bà ta hiện thân thuyết pháp Có đạo lý to lớn trong ý Tiếp theo đó Cổ Hoàng nêu ra một vấn đề Vấn đề này rất có thể xảy ra có những kẻ học Phật Hoặc dĩ đàm tha lực Vì trước tướng Kẻ nào thấy Kẻ học thiền tông Kẻ học thiền tông Họ chê quý vị chấp tướng Chấp tướng được thôi Chúng ta chấp tướng Nhưng chấp tướng để cầu giảng sanh ưng tri tha lực diệt thị tự tâm tự tha bất nhị trong tịnh tông thường nói tự tánh di đà duy tâm tịnh độ tự tha là một tự tha bất nhị tự tha uyển nhiên tự và tha có hay chăng có nói theo lý cùng một tự tánh Nói theo sự Cùng do một tự tánh sanh ra Tự tánh có thể sanh ra dạng pháp Nhân tha lực nhi hiển tự tâm Tùng hữu niệm dĩ nhập vô niệm Chánh thị bổn pháp thâm diệu xứ. Nếu chúng ta gặp phải kẻ phê phán chúng ta Quý vị hãy nên liễu giải Có thể đáp tức là nếu hiểu đạo lý này Thì có thể nói với kẻ Nếu chẳng hiểu bèn cười trừ Niệm a di đà Phật là được rồi Mặc kệ ông nói như thế nào Tôi dẫn một câu a di đà Phật Tôi cung kính ông Pháp môn của ông hay lắm Tôi tán thán Pháp môn này của tôi chẳng bằng căn tánh của tôi kém hơn ông Quay thử trong tương lai Hai người chúng ta ai sẽ thành công Chẳng cần phải kèn cửa trong hiện tại Nhìn vào sự thành tựu sau này để chứng thực Thị cố di đà yếu giải dân Thử chi pháp môn toàn tại liễu tha tức tự Nhờ quý ngôn tha Phật Tắc thị tha kiến dị dòng Kẻ ấy vẫn còn phân biệt Vẫn đang chấp trước Nhờ thiên trọng tự Phật Khước thành ngã kiến điên đảo Ngẫu ích đại sư nói hay quá dân Ngọc Ích, ích đại, đại Sư sống vào cuối đời Minh Phong khí thiền học rất thịnh Thiền xem thường tình độ Do vậy Liên Trị Đại Sư thiện xảo phương tiện Chú giải kinh An Di Đà Dùng thập môn khai khải của kinh Hoa Nghiêm Để nâng kinh a Di Đà lên cảnh giới giống hệt như kinh Hoa Nghiêm đây là phương tiện thiện xảo Và dụng tâm của lão nhân gia Trong thời đại ấy, Phong khí thiện học cực thịnh Làm thế nào để khiến người ta tin tưởng tịnh độ Những năm xưa kia tôi ở Đài Loan Lúc ấy vừa mới có một đạo tràng nhỏ là qua tạng đồ thư quán Khéo sau có một du học sinh người Mỹ du học tại Đài Loan để học Phật Pháp Học chương trình nghiên cứu sinh tại Đài Loan Cô ta tìm đến tôi ở lại đồ thư quán Cô nói tiếng Hoa khá sỏi, rất khó có. Cô gái hai mươi mấy tuổi. Tôi hỏi cô học tiếng Hoa ở đâu? Cô ta học tại nữ ước ba năm. Chúng tôi rất bội phục, học chỉ ba năm mà nói tiếng Hoa rất lưu loát. Có thể đọc hiểu cổ văn Trung Quốc quá khó có Cô ta nghe mình, tôi giảng kinh Di Đà Mong tôi sang Mỹ Hoàng Pháp Cô ta nói Thưa Pháp Sư Thầy đến Mỹ thì mới có thể chấn hưng tịnh độ tông Cô ta ở chỗ tôi 4 tháng Đây cũng là một nhân duyên khiến tôi sang Mỹ vì lúc ấy nước Mỹ chỉ có Thiền Tông và Mật Tông Thiền Tông từ Nhật Bản truyền sang Mật Tông từ Tây Tạng truyền đến Pháp sư Trung Quốc rất nhiều Nhưng ở bên ấy chẳng dễ gì truyền thừa Đại thừa Phật Pháp Trung Quốc Đã hết thời gian rồi Ngày mai tôi sẽ lại giảng đoạn này cho mọi người nghe